Đây đây, cũng người, cũng người, cũng người. Đây đây đây, bắn đi. Bắn đi vào người nó, từ từ thôi. Bắn từng viên một. Đúng rồi, đấy, đấy, đấy. Đúng rồi. Đi hẳn ra. Đâu nhỉ? Đi hẳn ra là đi đâu nhỉ? Đây. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Gấu Đỏ đây. Còn đây là kênh của mình nhá. Đây là kênh của Hà Sam nhá. Đúng rồi, kênh của Hà Sam mình quên mất các bạn ạ. Và các bạn ơi, các bạn có thấy bất ngờ không khi mà hôm nay chơi game lại đồng hành cùng với Hà Sam là có Gấu Đỏ? Thì bởi vì sao nhỉ? Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì Hà Sam không biết chơi game nên đã nhờ Gấu Đỏ đến để dạy chơi game đấy các bạn ạ. Và ngày hôm nay Gấu Đỏ sẽ dạy Hà Sam chơi một game, đó là một game cực kỳ gọi là gay cấn. Thế này này. Đó là game Cookie Mobile các bạn ạ. Đúng rồi. Em đây á? Ừ em đấy. Nhưng mà tưởng bắn nhau cơ mà sao tự dưng lại đứng ở đây một mình này? Chả có gì cả. Bây giờ em nhìn VK là đi à? VK đi đi đấy. A là rẽ trái này, D là rẽ phải này. Đấy. Ôi, đúng, anh rồi, ơi. Đúng rồi, đấy. Anh, rồi, sao? Đấy. Đây là rẽ phải, đây đúng là rồi, trái. Đấy. Sao đông thế? Đông mà. Một thế sao bọn nó không đánh mà, nhau? Không đông. Sao bọn nó không đánh nhau? Nhưng bây giờ làm gì đánh nhau? Lát nữa nó chở em ra một cái đảo rồi mới đánh nhau ở đấy, hiểu không? Ừ, thế á. Đúng rồi. Hy sinh đánh nhau đấy luôn. Đúng rồi đấy, đúng rồi, đi như thế, đúng rồi. Đi ra chỗ các bạn để nói chuyện đi. Thế bây giờ em ra đây. Mà gần đây hết là cái gì nhỉ, uống nước à? Chưa kịp nói chuyện với đứa nào đã nhảy lên máy bay rồi á. Đi hết ra rồi, bây giờ phải lên máy bay để đi đánh nhau chứ. Đúng không? Okay. Bây giờ em dính mờ này, đấy à. Em nhìn thấy nhiều địa điểm không? Nhiều. Bây giờ em muốn nhảy xuống chỗ nào? Nhảy ra biển. Nhảy ra biển á, nhảy ra biển, chết đuối á. Nhảy ra biển, nhảy vào đất liền thôi. Chỗ nào nhiều nhà thì mình nhảy xuống chỗ đấy. Nhảy xuống để mình còn nhặt xuống để bắn nhau chứ. Thế nhảy ra chỗ nào đông nhất đông em nhảy luôn. Em mà nhảy xuống chỗ đông nhất anh sợ em nghèo sớm mất. Tại vì đông thì cạnh tranh, bây giờ phải nhảy ra chỗ nào mà ít nhà thôi. Để con nhặt súng xong có súng rồi mới chạy ra chỗ đông chứ. Thế nhảy vào trong rừng đi. Rừng à? Nhảy vào rừng làm gì nhở? Rừng làm gì có súng, nhảy vào chỗ nào có nhà ấy. Thế nhảy nhà nào mà ít nhưng mà có nhiều người ạ? Đúng rồi, em chấm vào đi. Chấm vào đây. Ít nhưng mà có nhiều người ạ? Đây. Thế có hâm vào ít, nhảy vào chỗ ít nhưng mà có nhiều nhảy người. Nhảy ở đâu bây giờ? Đấy được rồi, nhảy luôn đi. Nhảy đâu? Nhảy đấy. Ấn gì? F. Em nhấn F để nhảy nào. F. Đấy, rồi bây giờ tắt cái bản đồ này đi. Đấy. F. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Có thằng nào nhảy cùng em hôm nay không đấy? Dí với kép đi để xuống nhanh nào. V kép. Đúng rồi, đấy. Đấy. À, chồng đít đây là phóng nhanh xuống. Thế thì nhảy thế này nhớ chẳng phải đâm đầu đất gì đâm nào. Em đi tôm lát nữa mình phải bật dù á chứ. Đấy chỉ vào cái nhà dùng đi. Đâu, dùng đây. Đâu? Chỉ vào cái nhà này. Đấy. Ở nhà nào? Đấy đây. Không tới nhà. Đấy nhà đấy, nhìn thấy chưa? Chết rồi, dù. Đấy. Tự dưng nói dù à? Đúng rồi. Chỉ xuống nhảy vào cái nhà đấy. Đấy, đúng rồi. Nhảy lên mái chết đấy. Ui, em bắn vào cái nhà này mà sao nó chạy nhà nào ấy? Ôi rồi ôi. Xa tận nghìn cây số mới quay lại. Quay lại nhà đi em. Nhà đâu? Quay kiểu gì? Ngực mặt lên, quay chuột ngực mặt lên. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, dí vi kép được rồi. Nhìn dấu cộng phải đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Đấy. Lại cần phải dừng lại này. Đấy. Cái nhà Doraemon đây này. Đâu Doraemon đấy. Doraemon đâu? Đúng rồi. Nhà Doraemon đấy. Đấy, vào đấy xong có súng không? Rồi, dừng. Rồi, đi từ từ nhặt ba lô kìa. Có cái ba lô trước mặt em. Nhặt. Em đi đến gần cái ba lô. Đấy, đúng rồi, nhặt đi. Ép. Đấy, nhặt luôn cả bom đi. Rồi, bên này trong có gì không? Bên gì trong bên này? Có người kìa, chạy lên tầng đi. Đúng rồi. Chạy lên, nhặt súng nhanh lên. Đấy, bắn lên đây rồi. Em đi mà phải chỉ. Đấy, đi. Chạy đây. Rồi, nhìn xem có súng không? Đấy, ra đây nhìn xem có súng không? Đi ra ngoài đi. Nhìn xuống. Đâu xuống nhìn, đâu? Kéo chuột nhìn xuống dưới đất đi. Không phải đâu, nhìn xuống. Đấy, đúng rồi, ra mặc áo không? Nhặt áo. Nhặt là gì nhỉ? Ép. Đấy, nhặt tiếp băng đạn kìa. Nhặt rồi đi vào trong nhà xem có súng không? Chạy vào trong nhà. Chạy lên tầng đi. Bắn em. Có người à? Cứ từ từ bình tĩnh. Xem vào đâu rồi? Ngồi xuống. Ngồi là gì? Đấy, C là ngồi xuống. Đấy. Thôi đi, nó không nhìn nữa, đi vào trong, đi lên tầng đâu, đi. Đâu, em sợ lắm bây giờ. Đi, đứng lại đi, C. C. Đúng rồi, đi vào, đi từ rồi, thì D để đi vào cửa. D. Đấy, đúng rồi, đấy. Rồi lên cầu thang. Từ từ thôi, đúng rồi, đi vào. Đi lên tiếp nào. Ôi rồi em quay chóng mặt quá, đi lên. Rồi, nhìn xuống dưới đất. Đúng rồi, không có, đi tiếp đi. Sao không có khẩu súng nào nhỉ? Đây à? Không có súng mà lại cho ống nhòm. Thôi đi sang cái nhà khác xem thằng cái lúc ấy nó bắn em đâu rồi. Đi sang cái nhà đấy, nhà kho bên kia kìa. Đâu. Nhảy xuống. Cách. Nhảy xuống. Đấy. Nhảy đi. Cách không phải. Đâu cách. Đấy, đúng rồi, đi sang bên kia. Sang cái nhà kho. Đó. Đúng rồi. Ok. Tí nữa thì chết. Tí nữa thì. Dừng. Súng đâu. Nhặt cái đấy. Nhặt. Nhặt cái liềm ấy. Ép.
Nhặt à? Nhặt tiếp. Nhặt cái gì nữa? Rồi đi đi đi, nhặt chúng đi, tìm chúng đi. Đấy, nhặt nước, nước tăng lực. Okay. Uống cho khỏe. Bên kia, sang bên này, bên này. Đấy, đúng rồi. Đấy. Nhặt ống nhòm đi. Ui, ở đâu có cái gì ạ? Có người, có người vào rồi. Ở đâu có cái gì? Chạy đi, chạy đi. Bạn chạy quay lại nó làm gì? Chạy sang bên kia. Bạn đi. Quay lại đánh nhau với nó, quay lại. Bấm chuột trái để đánh nó. Bấm chuột trái. Quay lại nó đâu rồi? Đấy đây đây. Nhìn trên cái bản đồ con nhìn thấy nó chưa? Nó chạy ra ngoài rồi. Thôi được rồi, bỏ nó đi. Mình làm gì có súng. Nhặt đi, nhặt máu đi. Đấy, đúng rồi, nhặt tiếp. Rồi chạy lên cửa trên kia xem. Đấy, nhặt mũ đội trong ngầu nào. Rồi, đấy, rồi. Đi có đi. Mũ rồi cho đỡ xấu. Rồi đi tìm súng đi. Vấn đề ở đâu? Súng ở đâu? Ở trong này không có đâu, em phải đi sang nhà khác đi. Sang nhà khác. Nó lại vào kìa. Nó lại em vào. Bây giờ đi đâu? Đây. Nó đâu rồi? Thôi chạy ra ngoài đi, chạy ra ngoài, nó đi ra ngoài rồi, chạy ra ngoài đi. Đi vào cái nhà nhỏ bên kia kìa. Đấy, cái nhà nhỏ đúng rồi. Cái nhà này to còn không có. À, nhà to bên kia, nhà to 2 tầng kìa. Đâu? Đấy, nhà to 2 tầng đấy. Nhà to còn không có, lại còn nhà nhỏ. Thì em cứ vào xem sao. Nhìn mà xem, đứng ở cửa sổ này nhìn vào được mà. Thôi được rồi, đi vào. Không có gì. Đi vào. Đấy đúng rồi. Đây, thì ép được mà cửa, ép. Đấy đúng rồi, đi vào. Đấy, đây nhìn xuống. Không có rồi. Thôi. Ôi giời ơi, chơi một tiếng rồi vẫn chưa nhặt được khẩu súng à? đi nhà khác. Đi đâu nhỉ? Bây giờ đấy, vào cái nhà to này không có súng không? Nhìn nhảy vào cửa sổ vào được. Đấy đi vào. Đấy bên kia có súng rồi, anh nhìn thấy súng rồi, đi vào đi. Đấy trong nhà đấy, đấy đúng rồi. Đi vào trong bên, không phải. Đâu? Đây, trong phòng ấy, đấy đúng rồi. Đấy. Đấy, nhặt đi. Ép, ok. Nhặt đạn nữa. Đây, nhặt hết, ok. Rồi. Đâu rồi, có súng rồi. Bây giờ đi đánh nhau thôi. Ai dạ, mới có một khẩu súng mà to mồm ghê nhỉ. Được rồi. Em phải nhặt. Bắn là thế nào? Bắn là dưới cho trái đây, bắn đi, bắn thử xem. Đấy. Bắn thử. Đâu, bắn đâu? Đi, bắn đấy. À, bắn là chuột phải. Rồi. Bắn là chuột trái. Chuột trái. Đấy, có người. Đâu. Bắn đi. Bắn đi. Thì vào người nói, từ thôi. Bắn từng viên một. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi. Đi hẳn ra. Đâu nhỉ? Đi hẳn ra là đi đâu nhỉ? Đây. Đó là một cây. Nhặt đó. Thôi, bình tĩnh. Đấy, nó ra chuẩn bị nhá. Ngồi xuống. Ngồi là đi đâu? Bắn. Từng một viên một thôi. Rồi, đấy, nó chết rồi. Đi đâu nhỉ? Ra xem nó có gì không để nhặt okay, đồ. Ok. Đấy, đấy nhá. Siêu không? Chạy cho nhanh. Trời ơi. Đấy, ok nha. Bây giờ nhặt à? Ép à? Đấy, nhặt cái ba lô đúng rồi. Nhặt hết. Em nhặt hết luôn. Nhặt wow, thôi. Thôi. Cái giáp của nó hỏng rồi, nhặt làm gì nữa, cái áo giáp của nó. Thôi được rồi. Thế bây giờ đi đâu? Đi đâu mà đông người? Em mở bản đồ lên em xem nào. Rồi quay lại đi, quay lại đằng quay sau. Quay lại đằng sau. Quay lại. Ôi trời, quay lại nó nằm xuống làm gì? Là ấn gì nhỉ? Ấn xe à? Lấy súng ra, lấy súng đi, xuống một thôi. Bắn em được đâu? Đi xuống một đi. Đấy rồi, bắn đi. Đâu, bắn đâu. Đổ xuống. Đấy. Chỉ nó đã đi ra, nhìn nó đã. Từ thôi. Đây. Dí đê để. Đấy, bắn đi. Trời ơi. Đã giết được hai đứa rồi. Rồi đi ra hòm đồ nó trong có gì không? Có ô tô kìa. Ô tô, ra đi ô tô đi. Nhưng mà ô tô đấy, em không thích đi đâu, em thích chạy bộ cơ. Em mà chạy bộ chưa nhìn thấy thằng nào khéo em lại què giò què chân rồi không đi được đâu. Đi ô tô đi cho ngoài. Mình người có tiền mà đúng không? Ép đúng không? Đúng rồi. Okay, đấy, okay. Đi thẳng đường nhá. Đấy. Ôi. Thế bây giờ. Đấy, chỉnh đâm một cây thôi. Đâu. Trái phải. D đấy. A trái D phải. Lùi lại S lùi lại. S à. Lùi lại. Đấy, đúng rồi. Ok. Ôi lùi vừa thôi. Đây. Rồi, đi vào trong đi. Bây giờ ấn thế này nhỉ? Ấn V kép để đi. V kép để tiến thẳng nào. V kép. Đấy. Đi. Đấy. Trời ơi, sao nó đi nhanh vậy? Được rồi, nhảy xuống đi, vào nhà nhặt đồ đi. Ép để xuống vào nhà. Đúng rồi, vào. Ê, bên kia có người. Người, đây. Đúng rồi, nó chạy vào nhà kia rồi. Đấy. Tắt đi, bình tĩnh thôi. Ui, sao lại bắn tường? Đây, bên này, nó ra đây. Ô nó chạy vào nhà cái đứng lại là gì nhỉ? Đứng là xe. Đúng rồi, bắn đi. Bắn nó đi. Bật chuột phải lên để nhìn tâm. Đấy đúng rồi, nó đấy nó chạy sang bên này rồi. Thôi nó chạy mất rồi. Tắt đi, tắt chuột phải đi. Đúng rồi. Chạy ra trong nó đâu rồi? Đứng dậy mà đi, ngồi. À được rồi, thôi bình tĩnh. Đấy nó bắn đi.
Ui, lụt thôi, đâu rồi? Tắt tắt quạt đi. Đâu, tắt quạt. Rồi đi đi. Rồi. Đúng rồi. Đứa nào nó bắn em á? Đằng sau. Đâu? Bên này, tay trái. Đây, trong nhà này. Đâu, trong nhà. Đâu, trong nhà đâu? Không phải không? Em chạy trong nhà đi, trong nhà luôn. U! Đứa nào nó... Không phải ném bom đâu, đây là... Đang ở trong vùng bị ném bom ấy. Ui, cái gì? Bay ở trên trời này anh ơi. Thính ấy. Em đi ô tô ra nhặt đi. Đi ô tô, ô tô. Đấy, ô tô đấy. Đi. Ép, ok. Chạy thẳng nhá. Đi thẳng. Đúng rồi. Đi liền vào. Ôi, ok. Ô tô, ui. Trong trứng này có rất nhiều đồ ngon đấy. Ra nhặt được cái trứng này thì đảm bảo top 1 luôn. Bây giờ là leo lên núi à? Leo lên, thẳng lên. Đâu rồi? Đây, đang leo đây. Đi thẳng nhá. Ui, đổ. Bay quá không đổ, bay quá không đổ. Ui. Chắc tự nhiên là nhảy thế. Em nhảy như thế gan là tai nạn giao thông. Ô tô đang đi nhảy ra ngoài đập đầu vào đất nghẹo luôn. Trời ơi, em đang định dĩa. Các bạn ơi, các bạn thấy Hạ Sao chơi giỏi không? Giỏi quá đúng không các bạn? Vỗ tay. Nhưng mà hơi ngáo. Làm gì có ô tô đang đi như thế này, tự nhiên nhảy lao qua cửa ô tô để lao ra tìm đến cái chết các bạn ạ. Các bạn bình thường các bạn đang đi xe có ai dám nhảy ra ngoài như thế không? Chắc chỉ có Hà Sam thôi đúng không? Nhưng mà lần đầu ấy em đã giết được 2 người luôn rồi còn gì nữa? 2 người á? Chắc là ăn may thôi. Thôi lần sau cố gắng nhá. Lần sau cố gắng anh sẽ chạy chơi một lần rồi lần sau phải top 1 đấy cho các bạn xem, nhớ chưa? Ok. Và các bạn ơi, nếu các bạn thấy video của Hà Sam hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hà Sam nha. Và đừng quên ấn like video nữa nha. Còn bây giờ video đến đây cũng đã dài rồi. Hà Sam với Cô Đỏ phải chào tạm biệt tất cả các bạn đây. Bye bye.